Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là tiếp điểm điện ổ khóa đề của xe Ford Everest 2009 đến 2011. Dòng sản phẩm là hàng Đài Loan cao cấp anh em nhé. Đây, chúng ta cùng xem này. Đây chính là cái phần điện, hay như chúng ta sẽ thường gọi là cái ổ khóa điện đề. Đấy, chứ không phải là cả bộ cơ của nó. Nó sẽ có tác dụng là đóng mở. Đóng mở chính là ở cái phần tiếp điểm này ạ. Về phần cấu tạo của nó thì sản phẩm ở phía bên ngoài đó chính là nhựa ABS cao cấp, và phần bên trong là các cái mạch điện và các cái lõi đồng để đóng mở khi chúng ta mở khóa. Rắc điện của dòng sản phẩm này thì nó là 6 rắc, 4 nhỏ, 2 to. Đây là cái phần gài để chúng ta bắt vào cái chỗ phần trên giá để cái tiếp là gài cái phần cơ lên đây. Đó, anh em nhìn này. Rất chất luôn nhá. Đó. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái ổ khóa, hay chúng ta còn gọi là cái tiếp điểm đề của xe Everest Forerunner. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1/319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727722. Em cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.